Quy tắc hợp giống và số với tính từ chỉ màu sắc trong tiếng Pháp. Thông thường, các tính từ chỉ màu sắc đều hợp giống và số với danh từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ, une robe verte, chiếc áo đầm màu xanh. Tính từ màu xanh bổ nghĩa cho danh từ chiếc áo đầm là giống cái số ít, nên màu xanh cũng phải ở dạng giống cái số ít là verte. Un blouson noir, chiếc áo khoác màu đen. Tính từ màu đen bổ nghĩa cho danh từ chiếc áo khoác là giống đực số ít, nên tính từ này cũng nằm ở dạng giống đực số ít là noir. Des chaussures rouges, đôi giày màu đỏ. Tính từ màu đỏ bổ nghĩa cho danh từ đôi giày đang ở dạng giống cái số nhiều, nên tính từ rouge cũng phải ở dạng số nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một số trường hợp ngoại lệ khi hợp giống và số với tính từ chỉ màu sắc. Thứ nhất, khi tính từ chỉ màu sắc đi cùng với một tính từ khác diễn tả sắc thái của nó, thì cả hai tính từ đều sẽ không biến đổi. Ví dụ, une robe bleu vif, chiếc áo đầm màu xanh sáng. Mặc dù chiếc áo đầm là giống cái số ít, nhưng cả hai tính từ bleu và vif đều không thay đổi và vẫn nằm ở dạng giống đực số ít. Des jupes violet pâle, những chiếc váy màu tím tái. Mặc dù những chiếc váy đang ở dạng giống cái số nhiều, nhưng hai tính từ violet và pâle cũng không cần hợp giống vào số. Thứ hai, khi tính từ đi cùng với một danh từ khác diễn tả sắc thái của nó, cả tính từ và danh từ đều không cần hợp giống vào số. Ví dụ, des chemises vert pomme, những chiếc áo sơ mi màu xanh quả táo. Chemise đang là danh từ giống cái số nhiều, nhưng cả tính từ vert và danh từ pomme đều không cần hợp giống vào số. Des chapeaux jaune paille, những chiếc nón màu vàng chrome. Tính từ jaune màu vàng và danh từ paille đều được giữ nguyên không đổi. Cuối cùng, các danh từ được sử dụng như tính từ để miêu tả màu sắc cũng không cần hợp giống và số với danh từ mà nó bổ nghĩa. Des chemises orange, những chiếc áo sơ mi màu cam. Orange vốn là danh từ trái cam, được dùng như một tính từ để miêu tả một vật màu cam, nên nó sẽ không cần hợp giống và số với danh từ mà nó bổ nghĩa. Des nœuds cerises, những cái nơ màu anh đào. Tương tự như ví dụ trước, cerise cũng là danh từ quả anh đào, được dùng để miêu tả màu sắc nên cũng không cần hợp giống và số. Tuy nhiên, một số tính từ như rose, écarlate, pourpre, mauve, fauve, vân vân, vẫn sẽ hợp giống và số bình thường như tính từ, dù nó cũng thuộc vào trường hợp danh từ được sử dụng như tính từ. Ví dụ, des boîtes roses, những chiếc hộp màu hồng. Trong ví dụ này, rose vẫn nằm ở dạng số nhiều để hợp giống và số với danh từ boîte.